Nên không biết học ai đi ăn bà chim trước. Ủa bảy chim bây giờ đi lên được level 2 kìa. Lên như vì yêu. Sao là vì yêu? Why? Because I can. Bật lên mà nghe. Bắn chết trụ nó. Này. Thiệt chứ sao mình với không được nó ta. Nãy thiêu đốt sớm đi. Cũng chết. Xe nó bắn là chết. Ủa? Ủa thằng support nó tay lè ra kìa. Vãi. Nó mang tay lè. Ủa nghe không? Hình như chắc mới chỉnh sửa rừng hay sao á. Chứ lúc trước là anh bãi nào cũng vậy, không được lên level 2. Hồi bạn 7.3, 7.4 á. 7.5 này hình như được rồi. Ready for trouble. Lấy level 3 đi chứ. Ôi đầu. Phải đầu. Đau quá, hang này rỉa ghê quá. Hang quỷ nó rỉa đau dữ vậy trời. Rồi luôn, không kịp em về. Tại sao không giống như xưa? Đến lúc nước mắt thay mà những hối hận cũng không kịp nữa. Nhìn lại người con gái anh từng mẹ đàn tông nữ rồi sao hết nổi. Ready for trouble.
Yêu quá lo một người đã chẳng còn chút động thì anh mới biết đem ra tin em chẳng chút nghi. Vì yêu nên em trao hết tương lai. Tại sao không giống như xưa, em luôn luôn mất em, nhưng hối hận đã không. Never play fair. Mở bài đấy mà nghe lần đi. Only fools hesitate. Một con rip nữa đi. Anh giết chú nè. Ê, e nhầm thằng ơi. The fuck. Thiệt chứ thằng Kathleen này nó đừng có ra, nó đứng trong này đi. Là mình ăn một con rip này nữa là mình lên level 6 rồi. Rồi ổng chạy ra cái mình thiếu đúng mấy kinh nghiệm. Đúng một kinh nghiệm luôn nè. 679 trên 680 bực không? Level 6 là giết 2 à? Ông cách liên ông ra tới đây, ông hit chung level với mình con rip đó. 679 trên 680 nè. The fuck. Cái thiệt. Một kinh nghiệm nữa là lên rồi. Ông đứng ở trong, ông đừng hit level của mình là ngon. Only fools hesitate. An enemy has been slain. Xỏ hàng này. An ally has been slain. Kính hai, kính hai. Giờ sao trời? Ảnh còn nguyên cái ulti luôn. Đồ phát. Anh AC, anh dí. Anh level 6, anh dí AD mình mà ảnh không ulti hết ta. Ảnh chưa ulti.
Tưởng đâu dí ulti, dí AD mình là ulti rồi. Thôi kệ nó, dí AD được rồi, được rồi. Xỏ được bạn AD là bạn AD thọt farm mà. AD nó mới level 6 mà sụp nó level 7 rồi. Cái hai thằng AD nó còn ulti thì chịu. Mình tưởng nó hết rồi chứ. Tưởng là nó dí AD mình khúc này là hết rồi. Nó không khóa được mình lại thì mình cho nó bốc hơi liền. Bóp mà xanh VL đang lo gì. À, giết xe rắc. Quán này sập phải gắn này. Thấy ai chưa? Nó nữa hả? Còn ulti nữa hả? Bà mợ mày. Chạy hộ. Trời ơi, sao nó giết thằng Kathleen hoài mà nó không cần tốn ulti vậy trời? Ủa sao ổng cứ giết cách ly mà không tốn cái gì luôn vậy? Hết rồi. Vô là hết ra. Tham vô á, đi ra luôn thì được. Thôi chắc đổi giày quá. Đổi giày được rồi. Đổi giày xuyên đi. Hay. Trời ơi, kịp. Ôi đã. Ngon. Tôi ăn hết mạng hả? Ờ, cứ cho là vậy đi. Cứ cho là mình ăn hết mạng vậy đi. Mấy ông đi chơi mang não vô mấy ông ơi. Chơi game mà đi. Coi stream mà để não cúp xe à. Ngồi coi stream người ta mà để não cúp xe vậy. Never play. Nhìn sao mà nói tôi cái ép mạng hay thiệt cái ta nữa.
AD khỏi cần góp đam luôn cũng được. Bây giờ toàn vậy. Được, đam to hang quỷ này sắp đam ghê lắm. Thằng này trừ giáp, ba nó ném cái lao là nửa cây. Nguồn quay anh đi. Thằng này nó mua kháng phép rồi, bốc hơi đâu ra. Dao này xì máy đỏ đầu rồi, sao mà khuất sai được. Đang kia đi like cái. Cho máu nó nhiều nhiều tí giấy quá, bán này đi. Đó, phải chạy. Này, lên vọng âm luôn. Chạy cho nó lẹ. Cứ đi kiếm thằng AD nó bắt. Khỏe lắm. Anh chơi lên giáp lửa trước ba anh chơi. Ông này xanh nhờ tôi ran cho chứ đâu. Mình ram cho có mạng. Không phải biển đè, ban nó đè. Tất mặt. Nhìn nó rừng kìa. Vừa vô biết gì không? Vừa vô anh phải chim lên level 2. Anh phải chim trước. Màu mè lắm, không biết xem clip hay của học của ai á. Anh phải chim trước, cầm nhịp hết chiến đấu giờ 1 năm. Đó, thì xem trong giải, trong dũng gì á. Anh chim trước. Cũng bị đặt vô anh chim trước các kiểu giờ 1 năm ha. Ôi giời ơi, chuối. Tật. Ôi tao giống mày hết đi. Bấm ra chắc chết kiếm xuống. Bấm ra cho mình chết kiếm xuống cái nó mất ra luôn. Bấm ra xem mình chết kiếm xuống, chết kiếm xuống chứ xong bấm ra là chết nó rồi. Mà dù gì nó cũng chết rồi. Trời ơi chuối vậy mà anh có cái quạt trong này mấy cây. Đang tính bay qua AC, biết AC trước đi. Xem nào, chờ nó nặng lên. Anh bỏ đầu nó lên trên, nó đứng. Ui ảnh luôn. Đó, mấy thanh niên xem giải giờ vô áp dụng như cứt. Tuyệt tình luôn. Rồi giờ cầm cùng biết ngon rồi. Gì á, cần gì á. Bắn cái được tăng tới uy chuyện một xíu thôi, cần gì. Ông này là không tác dụng rồi. Thanh niên nào mà tiêm nhiễm vào đầu óc á, thanh niên đánh Ray đi. Đánh Ray đánh giải anh Dũng. Tiêm nhiễm đầu óc, vô áp dụng Sida vãi. Việt Nam mình là chuyên gia bắt trước. Bắt trước như xịt. Nó thẳng là vậy. Bắt trước như xịt. Cứ thấy ai đánh cái gì nghĩa là bay vô đánh theo. Không ra cái hồn gì hết. Ông AD farm đi, farm qua AD rít. Tại ông chạy ra mid rít tôi mới farm chứ. Đi rình combat đi, farm gì. Hàng support hai bên xăm vãi nè. Rồi nha. Lỗ rồi. Gì vậy? Không báo YouTube không hiện đây. Giờ phải đi vòng vòng kiếm chuối kiếm số để gánh tim. Trời ơi, 1-6. Cầm cái vị tướng gọi là được bình chọn là mạnh nhất đi rừng hiện nay đấy. Những vị tướng đi rừng mạnh nhất hiện nay cũng đánh như vậy đấy. Mẹ ném thì sẽ rác dính cái quyền quần què xuống bóng.
Nè thằng AD nãy giờ con quỷ AC nó không bao giờ nó ulti hết. Nó bắn solo, toàn bắn solo, cách liền đánh thua. Tao có nãy tao thấy mấy hai thằng đánh nhau chết như này, tao tưởng AD nó mất ulti, chạy xuống nó ulti thẳng vào đầu. Ba lần thì không phải hai lần. Ông BK sao ông thua được. Ông thua được con AC hay vậy. BK kém. Dòng thứ tầm bắn ngắn hơn mà không có skill áp sát. Gặm cách lên nghỉ lấy cái gì áp sát giờ. Rồi. Đam. Sao mấy ông này làm gì? Quá này tôi phải gắn rồi. Ơ thằng rừng. Ủa. Giống Garen nãy. Sao mấy ông thấy thằng rừng làm gì không? Nó không làm gì luôn. Thẳng ra là nó không làm gì luôn. Ê, nó biết bị rờ bả đi. Tính lượm những con dao này. Không, tao tiếc cái rờ. Để cái rờ lên đây đánh tiếp. Chứ rờ đi là nó chết rồi. Tính quay lại lượm ra con dao này thôi là nó chết rồi. Ai ngờ đam to quá. Rượt con dao đó hoặc đợi con dao kia rớt xuống là giết rồi. Đó ảnh nè. Anh hit run chứ lỗi đứng im bắn bà đi. Mày đã hit run. Đứng im bắn đi là đâu có chết đâu. Ngu ngơ ngao ngáo kiểu gì á. Cầm nhiệt huyết chiến đấu nó mới ghê chứ. An enemy has been slain. Tao mấy ông hút lá nó đủ vô chơi game. I can't wait. Thiệt tình. Trời ơi, mấy vị tướng này chỉ mạnh khi mấy ông có kỹ năng đánh thôi. Kỹ năng không có, blue đeo. Blue đeo đua đòi làm chi không biết. Đua đòi chi là phế vật. Bóp tim. Bên nó tên nhiều quá. Quá vậy tên luôn. Thằng nào cũng có. Thằng nào cũng có thể phá mình. Năm thằng luôn. Tên từ trên dưới. Ăn đồng lửa đi. Bỏ kê cho. Nào vô sang đó. Đây đây ngon ngon. Vậy thôi chứ sao vậy? Hết rồi. Đù, ồ lát lên như thật đô, bắn thường không. Error. Ủa không chết luôn, yếu xìu luôn. Bắn trúng. Trúng mà yếu quá. Được. Cũng ghê gớm lát lên rất là dứt khoát. Đánh rất là quyết đoán. Mình như cứt. Fucking. Quyết đoán kinh đấy. Thì
chua ngọt luôn mà. Không có chua quá, nó làm chua ngọt. Chua có tí giấm nữa. Nhà tao mẹ trai ai ba bố tao nấu cũng ngon, tao cái gì ai nấu cũng ngon, quan trọng có nấu đâu. Nếu gì người vợ nhất nhà thì lại nấu, lo làm lấy mẹ thời gian đâu nấu. Cái giáp này rồi nè. Cái nó tên đường cái là đẹp rồi. Là tao giết sạch mày. Sida thì ông chơi còn tiếc cái lát. Lát tên nó lại cái đi rồi để tôi khựng lại tôi lượm dao rồi thấy bả rồi. Kata gánh tim 20GG. Bot carry on. Quỷ Quỷ Shinya nó có khám phép rồi.